siêu phẩm lại về với buôn làng của chú anh chị ơi. 42 tấn lúa mê nhôm. Có giấy tờ nha cô chú anh chị. Văn ma 4CH nhập Nhật nghĩa địa. Lái qua lăng. Lái đầu bò rất là nhẹ nha, có mui chín mui mát đàng hoàng, mặt lá be tản thần luôn. Em mời cô chú anh chị mình coi clip ngày hôm nay, con này rẻ cực kỳ nha cô chú anh chị. Mua về kinh doanh, đầu tư, làm ăn tải hàng rất lợi luôn cô chú anh chị. Rồi mời bà con. Dạ chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ chúc bà con nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe như này. Dạ máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Hôm nay em lên cho cô chú anh chị mình một bé ghe 42 tấn rất là đẹp, xuất sắc luôn, đi 4CH. Và con này có giấy tờ nha cô chú anh chị, máy nghĩa địa, giá rẻ, cực kỳ rẻ nha. Mời cô chú anh chị mình coi ngày hôm nay, mê nhôm 42 tấn. Dạ hôm nay em mang đến cho cô chú anh chị mình một bé ghe 42 tấn với kích thước là chiều ngang 3m6 và chiều dài là 16m2. Bé này hiện tại đang sử dụng con máy văn ma 4 nghĩa địa nha cô chú anh chị, 4CH nghĩa địa. Bé này thì chủ người ta chạy lúa, cô chú anh chị là 42 tấn lúa. Bà con mình ai có cần mua về nhu cầu mình tải hàng, chạy biển, làm ghe để nhà hàng đổ cô chú anh chị, hoặc là quán cà phê đồ này kia cô chú anh chị mình cần một bé ghe có giấy tờ, giá rẻ, thì cô chú anh chị mình liên hệ anh chủ ghe giùm em. Con này rất là đẹp nha cô chú anh chị, mê nhôm. Ghe thì hiện tại bây giờ đang nằm ở cầu Cổ Chiên, bờ Bến Tre nha cô chú anh chị. Còn nằm chân bên này, chưa qua tới chân của Trà Vinh. Ở đây em quay cho cô chú anh chị mình luôn. Và giá cả thì em sẽ báo cho bà con. 3m6, 16m2, mê nhôm. Mặt mũi thì như cô chú anh chị mình đang thấy đây. Ở đây em đi trước một bên, tí xíu nữa xuống phía dưới em sẽ nhờ anh chủ ghe ảnh đạp đạp ra để em quay cho bà con mình ha. Kênh mình thì từ xưa giờ mua bán không qua cò lái nha cô chú anh chị. Quay mục đích cho cô chú anh chị mình coi clip là để tham khảo và giải trí những cái buổi chiều. Còn muốn coi thêm chi tiết rõ hơn thì xuống coi trực tiếp qua chủ ghe và liên hệ giá cả qua chủ ghe nha cô chú anh chị nha. Mình mua bán là không có chơi cò lái đâu, quay thôi. Em nói thiệt cô chú anh chị mình, khách thì khác rồi. Dạ còn mấy fan nó chiều mà không lên clip là bà con gọi em liền đó. Tâm ơi sao bữa nay mày không lên clip vậy? Dạ, đôi lúc nó kẹt công việc cô chú anh chị, không quay kịp, không làm clip kịp. Chiếc này em thấy thì hiện trạng nó đang chạy cái qua lăng đầu bò ở giữa ghe cô chú anh chị. Qua lăng dạng này thì rất là nhẹ luôn, một mui chín, một mui mát và một cái mui lón ở phía trên của cô chú anh chị mình luôn. Bé này tải lúa 42 tấn nha cô chú anh chị. Giấy tờ thì cô chú anh chị mình muốn coi rõ hơn á, nhắn tin vào cái Zalo em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình coi. Tại vì do chính sách bản quyền em không có dám để lên cô chú anh chị, sợ lắm. Giờ bây giờ em mời cô chú anh chị mình xuống phía dưới cái coi gì chi tiết bên trong, coi máy móc. Giá thì bây giờ em báo luôn cho cô chú anh chị mình, tại vì con này em thấy có giấy tờ máy văn ma 4CH thủy, mà con này là nhập nghĩa địa nữa. Với cái tầm giá này rất là rẻ rồi thì em báo luôn 90 triệu cho cô chú anh chị mình sử dụng bé ghe 42 tấn này. 90 triệu luôn cả giấy rồi nha cô chú anh chị nha. Rồi em mời cô chú anh chị mình xuống phía dưới với em nè. Mời bà con. Rồi tiếp tục là phần còn lại nha cô chú anh chị. Be bọng sáng lắm cô chú anh chị. Một cái mặt lá be như cô chú anh chị mình thấy cái be tràn trước đi. Rồi hãy lên be dành ha. Be dành be tràn rất là lớn. Con này thì mặt lá nó tầm khoảng 4 tấc một tấm be. Cô chú anh chị mình thấy ngay cái mí mắt không? Mặt be khủng khiếp luôn. Ấp khẩu thì một tấc cô chú anh chị. Ở phía bên trên tí xíu em lên cho cô chú anh chị mình coi cái phần ấp khẩu ha. Mặt mũi em nó duyên cực kỳ luôn. 42 tấn. Ghe này thì tải lúa nha cô chú anh chị. Còn về bà con mình có chở cám, tải hàng gì đó thì lượt trực tiếp qua chủ ghe giùm em. Đây, phần be tiếp theo nè. Đẹp lắm bà con ơi. Ghe này đẹp. Đem lại gần hơn cho cô chú anh chị mình coi. Ghe thì em đi coi, em tham khảo rồi. Ghe đẹp thì em cho lên clip của mình cô chú anh chị. Cho nên là bà con mình xuống đây giống như là em đã coi trước cho bà con mình 40% rồi. Thì 60% còn lại là quý cô chú anh chị mình xuống đây coi thôi, để tham khảo thôi. Chứ ghe em đi quay thì em cũng lựa ghe đẹp để em lên. Chứ từ trước giờ bà con đã biết tới kênh của Tâm Vlog là cái tánh nó khoái quay ghe đẹp, kêu nó ghe đẹp nó mới quay ghe, mà thường thường cái nó cho mấy anh em xuống quay không à. Rồi tự nhiên hôm nay mà nó quay ghe bấy thì không có đâu cô chú anh chị. Em đi lựa ghe em quay cho cô chú anh chị mình, con nào đẹp hợp lý gặp trực tiếp được chủ thì em quất cho cô chú anh chị mình thôi. Rồi xuống đây alo trực tiếp, nhờ em ra phía sau cho bà con mình coi dàn đuôi nè. Dàn be nè, ghe này thì anh chủ anh đã kiểm tra cây cối rồi xong cho mình rồi ha. Mặt lá be còn đẹp quá. Dàn đuôi ghe, vỏ gà, bánh lái
quá đẹp, quá xuất sắc của chú trẻ. Cũng hai tầng quá đẹp, quá đã. Đẹp thì em chưa lên thôi. Cho nên là của chú chị ơi, ở đâu mà có nhà đẹp gì mà mình không có nhu cầu sử dụng nữa, còn mình cần bán, alo Dũng Tâm ha. Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, em chạy em đi quay cho bà chú chị mình Trà Vinh nữa, chạy em đi quay cho bà con mình để chia sẻ cho những bà con nào đang cần mua con ghe mà muốn gặp trực tiếp chủ nè, muốn mua con ghe đúng chất đúng giá thì alo cho em, có ghe đẹp hú của em nha. Cảm ơn bà con. Kênh Tâm Vlog ngày trước giờ xây dựng mục đích là muốn kiếm ghe đẹp và cho bà con mình gặp trực tiếp chủ là như vậy á, thích lắm, thích quay ghe đẹp để làm gì, về sau già già mình lật cái YouTube mình ra của chú chị coi. Em nói bà con cái gì, cái chỉ đam mê sông nước, đam mê ghe cổ này rồi chạy ngoài đường thấy chiếc ghe người ta đẹp cực kỳ cũng phải thắng lại nhìn cái rồi bà con. Đây, tổng từ sau nhìn tới ha, dễ thương cực kỳ. Ghe đẹp ơi, thì không còn gì bàn đâu, bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô bên trong, mời bà con. Rồi, trên đây là toàn bộ chi tiết bên trong lòng ghe và dán sập lái, sập mũi, chi tiết máy nha cô chú anh chị. Hầm mũi thì như cô chú anh chị mình thấy nè. Đây là cái ốp khẩu nha cô chú anh chị, cái miếng này nè. Ngay cái đường chai một đường thẳng chạy xuống đây. Cái này ở đây tụi em kêu là cái ốp khẩu của chú anh chị. Ốp cái đầu cong đà lại bà con. Ốp đầu cong. Ốp khẩu trùm xuống. Này là một tấm nha, để em xuống cho cô chú anh chị mình coi. Bắt đầu từ cái mí này đổ vô thì nó tầm khoảng là trên 5 tấc. Lớn lắm bà con. Trên 5 tấc nha. Đây. Ốp khẩu của ghe nè. Và cái con bên này cũng vậy. Khẩu lớn lắm mà con, tầm khoảng 5 tấc á. Em bước nha. Khẩu nè, em gút cái kia nha bà con. Quá khứ chiếc kia này em không có từ ngữ nào diễn tả luôn. Đẹp quá đẹp. 5 tấc rồi bà con. 4 tấc rưỡi nè. Rơi hồn không? Mặt lá be nè. 5 tấc nè. Bự lắm cô chú anh chị ơi. Con ghe này nó thật khủng khiếp. Dạ dán sập mũi nè. Đang tắm đây nè. Sập mũi này là những tấm lớn không nha cô chú anh chị. Coi như ngày xưa người ta sắp ghe á, thì những cái be này là be ghe luôn, be của ghe luôn cô chú anh chị. Nè người ta sắp lên nè bà con. Con thấy không? Lớn lắm bà con ơi. Đây nè, 4 tấc mấy 5 tấc không à bà con. Lớn lắm. Bự lắm bà con, khúc trên này nè bự chập bá luôn, và có một cái gánh ngang, một cái trụ lên hầm mũi thêm dở luôn cho bà con mình coi ha. Bé này bự dã man, cây cối xịn cực kỳ luôn bà con. Đây, đây là bên trong của hầm mũi nha cô chú anh chị. Ghe này đã kiểm tra xong hết rồi, lấy về mình đi thôi, giá 90 triệu, 3m6, 16m2. Đây có xịn lắm mấy con. Đây có một cái hầm nữa nè, ngăn cách cái hầm mũi ra. Ghe này người ta chở lúa là 42 tấn nè. Rồi phần máy, phần chi tiết lồng son bên trong nè. Sáu cây ga là 3 cặp của chú anh chị. Có 3 cặp ga. Xuống dưới nha bà con. Mời cô chú anh chị mình luôn. Và đây là chi tiết của lồng son nè cô chú anh chị. Bây giờ em xuống tới đây rồi, quay cho bà con mình. Cái bê gió này lâu ngày nó bị găng nha cô chú anh chị. Bị găng mà chủ ghe người ta chết chay luôn. Tí xíu nữa em cho cô chú anh chị mình coi cái phần bê gió phía trên, những cái vị trí mà nó chưa có găng để chết chay. Ốp ga thì ở đây 30. Cái đầu của cô chú anh chị 5-30 nè. Cái thứ hai nè, cái thứ hai cũng 30 luôn. Cái này thì em thấy chắc nó cỡ 6 phần cô chú anh chị. Còn cây thứ ba là cây ở dưới này 6 phần luôn, 6-25. 3 cây một bên là 6 cây. 6 cây ga của chú anh chị. 6 cây ga tại lòng son này. Nè bà con mình coi nè. Bé gió nè cô chú anh chị. Này là dấu găng nha bà con nha. Dấu găng của bè tại người ta tải lúa, người ta chơi lúc cán luôn cô chú anh chị. Tấm bé gió nè. 80. Khủng khiếp không bà con. Một tấm thôi, chỉ một tấm duy nhất luôn. Bè gió là 80 đó bà con.
Trời ơi là trời thiệt chứ. Rất là khủng khiếp nha cô chú anh chị. Ghe này rất là xịn luôn. Và trong cái tầm giá này rất là rẻ rồi. Dạ cho nên là em nghe em chạy liền cho bà con. Bộ đứng thì 7 phân. Bộ đứng 7-14 cô chú anh chị. Bộ đứng 7-14. Bộ bự á. Bà con mình coi thấy thích hợp tại thời điểm này alo trực tiếp anh An giùm em nha. Em thì chỉ đi quay cho bà con mình tham khảo thôi. Cứ có ghe đẹp mà giá hợp lý thì em chạy cho bà con mình liền để gặp trực tiếp chủ. Và con này có giấy nha. Rồi tới con công đà này cô chú anh chị. Trong thì nó cũng 14 phân. 14 phân, 7 phân. 14 phân không cô chú anh chị. 13, 14 không? Bự lắm. Đó. Này là cái đà. Bà con mình alo trực tiếp anh chủ giùm em nghe. Quá trời quá đất con ghe này quá xịn này cô chú anh chị ơi. Dạ muốn biết thêm thông tin, muốn biết rõ hơn thì alo trực tiếp chủ giùm em. Có ghe ngon giá ghê cho bà con mình rồi. 8 phân nè. Sau núi nè. Nó y vậy hết đó cô chú anh chị. Ghe nó đẹp tới cái phần bè lường luôn mà. Xuống đây nó cũng 3 tấc nè cô chú anh chị. Bự lắm. Đây có cây nào cây nấy tán tán không mà. Dở cho em cái dán sạp cái anh ơi. Dán sạp mui á. Nè. Dạ. Nhóm cái máy cho em cái. Dách mui nè cô chú anh chị. Đúng ghe đóng ngày xưa chưa. Nhìn dàn cửa là nói lên tên tuổi của con ghe rồi. Xíu nữa em quay xong cái máy em cho cô chú anh chị mình coi cái mặt dựng của then máy này. À, mặt then máy nè cô chú anh chị. Hôm trước cái ghe ông Tám có cái thang máy xịn vậy. Cái không biết ông thợ nào ông cắt ngang luôn, uổng ghê luôn nè. Cây này 48 nè cô chú anh chị. Thang máy á, thang đầu máy. Chận hầm ra. Quá sướng con mắt. 42 tấn cực VIP. Bè gió 8 tấc. Công đà thì 14 phân, 7 phân. Bổ đứng cũng vậy. Ấp ga thì có 6 cây là 3 cặp cho cô chú anh chị. Ở trên dán sạp mũi là xịn rồi. Quá VIP luôn. 5 tấc mấy không à. Hai cái ấp khẩu nói lên tên tuổi con ghe này luôn cho cô chú anh chị mình. Trải mê nha. Con này đi rất là đầm nha cô chú anh chị. Tấm này ghê thiệt. Tấm than đầu này giữ 48 luôn. Còn đây là phần máy nè cô chú anh chị. Yanma 4CH. Lòng 1 tấc 05. Con này nhập Nhật nha. Hàng dưới đĩa. Chút xíu nữa em lại em gọi lại cho cô chú anh chị mình nha. Trong lúc em quay clip đó, cô chú anh chị mình gọi không bắt máy được buồn em nha bà con. Tại cái clip đang quay cho bà con mình mà tắt ghép hoài coi chán lắm. Con này cái kim 4 máy. Hộp số dính liền theo máy luôn. Nổ máy thử cái cho em nghe được không ca? Đều không? Dạ. Rồi cho đại ca em lên nổ máy thử nha cô chú anh chị. À, dạ. Cái bô nè. Đưa ra dắt. Ở trong mui thì lắm. Kẹt dây tắc anh ơi. Kẹt dây tắc, xả dây tắc xuôi. Kẹt dây tắc bà con. Đi ra. Trời ơi, ai rút ra cứ ngắt nè. Rồi, nổ đi. Chơi dây tắc. Hơi nè, cô chú chị. Quá xịn rồi. Cho bà con. Con CH bên kim. Dây tắc nó bị kẹt khúc này nè. Ông gì nó máng cứ nhắc đây nè. Gần tắc còn luôn nha cô chú anh chị. Cái chỗ mà nãy mới xả dây lại á. Còn gần tắc luôn. Rồi. Đây nè, dây tắc nè. Quá xịn. Đây, sẵn đem quay cho cô chú anh chị mình coi luôn. Chị heo còn, chị đít heo còn luôn. Đó bà con. Con máy này thì chất lượng luôn rồi cô chú anh chị. Chị heo còn nữa nè. 42 tấn đầu nước ngọt. Còn luôn. Đang chảy nước ngọt luôn cô chú anh chị. Còn đầu nước nha. Có giấy tờ. Máy thì nhập Nhật. Chị heo còn. Hộp số theo máy luôn. Lắp lô đầy đủ. Tiếp inox luôn cô chú anh chị. Tiếp inox này nhiêu anh? 8 mấy hả? 7645 inox nha cô chú anh chị nha. Đây dàn đuôi trong ghe nè.
Thưa chú anh chị, mình tới khúc này mà không còn lựa chọn được nữa thì em cũng không biết nói sao luôn. Alo, trực tiếp anh chủ giùm em nha. Anh An tại cầu Cổ Chiên bờ Bến Tre nha cô chú anh chị. Giá con này là 90 có thương lượng. Thùng dầu nè, bây giờ ra làm sao để coi cái chi tiết sau lái cái nữa nha, với lại coi lái qua lăng ở trên mui có nó nhẹ tới cỡ nào. À, mời bà con. Quá đã, quá đã. Rồi. Giờ mình đi ra đằng sau nha cô chú anh chị. Ghe này quay hơi, cái clip nó hơi dài chút xíu tại vì nó xịn tới từng chi tiết luôn cô chú anh chị. Nó xịn là ngang dài, nó xịn là có giấy và cái giấy đúng theo cái máy này luôn. Và máy là máy nhập Nhật nữa. Tiếp lắp inox luôn. Công đà be bọng, be gió tới 8 tấc. Lái qua lăng nè. Nhẹ hiệu luôn. Dạ tay ra tay số đây ha. Mui thì ở trên anh lập ton. Đừng cho gỡ nước vô trong mà coi. Mui phụ nãy em nói nè. Đây là thùng tủ đồ. Chén sạp, lái, chắc chai rồi luôn nha. Con này bà con mình đẩy lúc tải vô tư. Chén sạp đẹp cực kỳ, không giỡn luôn. Qua lăng đầu bò. Mui thì ở phía sau là ton, có cách nhiệt các tường cho cô chú chị mình rồi. Trụ đứng kèo mui bằng cây hết. Hai trụ một dây nè. Rồi báo lại cho cô chú chị mình bây giờ ha. Là con này lái qua lăng đầu bò. Ghe thì xịn tới từng chi tiết rồi. Tiếp 7655 inox. Tủ đựng đồ có. Lái qua lăng. Tay ga tay số nằm đây. Ổ khóa đề nè. Máy thì nhập Nhật, giấy tờ thì có. Chiều ngang là 3m6, dài 16m2. Lòng son lớn. Be bọng vip cực kỳ, có 6 cây ga là 3 cặp cho cô chú anh chị. Và giá hiện tại bây giờ anh đang kêu là 90 thương lượng cho bà con tại cầu Cổ Chiên bờ Bến Tre. Coi thấy hợp lý, alo trực tiếp chủ ghe nha cô chú anh chị nha. Mua bán không còn lại. Hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào năm dịch vụ mọi ngày. Ghe đẹp á, 42 tấn nha. Rồi, xong cho cô chú anh chị mà. Bé này vip nè.